chào các bạn anh em nhé. Trong video ngày hôm nay thì bên em lại giới thiệu cho các bạn anh em thêm một mẫu máy phay gỗ hai tay 12 ly 7 mới của Makita. Mẫu này thì bên em đã bán ở ngoài thị trường được khoảng tầm 4 năm nay rồi. Đây là những dòng máy phay gỗ phổ thông nhất ở ngoài thị trường. Những dòng máy phay 12 ly 7 cốt 12 ly 7 Makita. Dòng máy phay thẳng nhé. Em sẽ hướng mô tả hướng dẫn sử dụng cho các bạn anh em. Đây là cái mặt phẳng bên dưới này. Đây là đầu cốt của nó này. Đầu cốt của nó bên trong này, các bác lấy cái cờ lê xoáy nó ra, mình xoáy mũi phay vào. Đây là lá chắn này, lá chắn bụi, khi mình phay gỗ thì nó không thể bắn ra ngoài, thì đây là cái lá chắn nhựa của nó, hai tay của nó này. Lút này là lút chỉnh cao thấp này, ốc xoáy này là chỉnh cao thấp khi các bác sử dụng. Vòng quanh này mình có thể để cữ từ thấp này lên cao lên dần này, đây là cữ của nó này. Và đặc biệt bên này thì nó sẽ có một cái khóa chết máy đây các bác, ấn nó xuống này, khóa chết máy này đấy, thì khi mình mở ra thì nó sẽ hạ lại độ cao. Và đèn hai tay hai bên này, dây dẫn điện này, dây dẫn điện của máy này. Máy phay gỗ 12 ly 7 Makita này nó có mã là M3600, điện 220 này, tốc độ điện 220 này 50-60Hz này. Tốc độ công suất của nó là 1650W này, tốc độ vòng quay của nó là 22.000 vòng trên phút. Mã máy này, cốt máy này, Makita Corporation này. Máy Makita này thì ở ngoài thị trường rất là nhiều đơn vị bán. Có những cái dòng máy Makita hoặc là máy Maktech nó đều đồng giá tiền. Như mẫu máy Makita này thì bên em đang bán ở ngoài thị trường có 1.190.000 đồng là miễn phí ship toàn quốc cho anh em thôi. Thì bộ phụ kiện nó sẽ đi kèm này, gá này, khuôn này, trục này, đầu khuôn này, bát sen này, và một đôi chổi than này. Sẽ có kèm là hai đầu cốt này là đây là đầu cốt 12 ly 7 này và đầu cốt 6 chấm này. Và hai chiếc cờ lê này để anh em xoáy, anh em tháo mở mũi thùng đựng này, thùng đựng của máy này. Và cái quan trọng chính là cái sản phẩm máy phay gỗ 12 ly 7 Makita này, hai đầu hai bên này thì nó sẽ là tháo để mình thay chổi than. Cái máy này đối những dòng máy phay gỗ Makita này thì anh em dùng 2 đến 3 năm thì nó mới hết chổi than cơ, thì như vậy thì mình cũng không cần phải chủ quan về lắm về cái dòng đôi chổi than này. Khi nào mình hết thì mình thay sau cũng không quan trọng lắm. Đấy, đầu máy này, máy Makita này, đặc trưng của dòng Makita nó là máy màu xanh đen nhé. Đặc trưng của dòng Makita nó là máy màu xanh đen này. Tên Makita này, khuôn đập giật này. Đấy, đây là theo cữ của nó này, cữ từ 0 đến 5cm này. Anh em có thể chỉnh cao thấp đều được. Đấy, chỉnh cao thấp thì sau là mình xoáy cái đầu cốt này vào. Chỉnh cao thấp sau là mình xoáy cái đầu cốt này nó vào. Đấy, xong mình xoáy nó dần xuống, xong là mình xoáy nó sần xuống. Đấy, xong là mình xoáy sâu cái đầu cốt nó xuống. Đó là như vậy. Mình có thể chỉnh cao thấp độ lông sâu nhé. Và đây là khuôn gá của nó. Xin báo giá cho anh em là máy phay gỗ 12 ly 7 Makita này thì bên em đang bán ở ngoài thị trường có 1.190.000 đồng là miễn phí ship toàn quốc cho anh em thôi. Nhân hàng mình được bỏ ra kiểm tra trước khi thanh toán nhé. Máy thì được bên em bảo hành cho các anh em là 12 tháng. Thì anh em nào có nhu cầu mua máy thì có thể liên hệ với số điện thoại của em ở trên màn hình là 0975 842 993 và 0326 548 330 nhé. Xin báo giá lại cho anh em là 1.190.000 đồng là miễn phí ship toàn quốc cho anh em. Đấy, hai tay của nó rất là chắc chắn. Riêng cái đầu máy này thì nó đang nặng khoảng tầm 5,5kg rồi. Đấy, riêng cái đầu máy này thì nó đã nặng khoảng 5,5kg rồi. Đây là các cái khuy vít khuôn của nó. Đây là khuy vít khuôn của nó. Đấy. Máy rất nặng nhé, nặng 5,5kg cái đầu máy này. Đấy. Rất là chất lượng, lõi đồng 100% nhé. Cam kết cho anh em là lõi đồng 100% nhé. Những cái dòng máy phay gỗ Makita này chỉ cái đầu máy không nó đã nặng 5,5kg rồi, thì cam kết cho các anh em là 100% lõi đồng nhé. Đây là khóa chết của máy này. Mình ấn nó xuống này, ấn nó xuống nó sẽ khóa chết độ cao của máy. Còn mình nhả nó ra thì nó sẽ lên
tùy theo cái mức độ mình sử dụng là lâu hay thấp, tùy theo cái độ kích thước của mũi khoan. Đấy, anh em mua máy thì liên hệ về số điện thoại của em ở trên màn hình nhé, là 0975842993 nhé, và 0326548330 nhé. Miễn ship hàng toàn quốc, nhận hàng mình được bỏ máy ra kiểm tra trước khi thanh toán nhé. Trong bộ thì nó sẽ có một cái quyển hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh này, mô tả sơ đồ của máy, kết cấu của máy, và có thể là hướng dẫn sử dụng cho anh em. Đây, các cái sơ đồ của nó này, là các cái cách sử dụng này, cách phay gỗ này, cách tháo lắp này, đấy, đầy đủ này, các cái thông số về mũi phay này, thông số về kỹ thuật này, đấy. Tất cả đầy đủ phụ kiện cho anh em nhé. Xin cảm ơn các anh em nhé.